Tổng thống Iran thách thức bình luận về một giải pháp quân sự của các giới chức Tây Phương đến từ Tehran, sau những khẳng định của Tây Phương cho rằng một giải pháp quân sự cho cuộc tranh cãi hạt nhân với Tehran vẫn còn là một lựa chọn. Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani, hôm nay đã đáp trả rằng Tehran sẽ không bao giờ từ bỏ các nghiên cứu nguyên tử hòa bình của mình. Trong một bài diễn văn đánh dấu kỷ niệm 35 năm cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, ông Rouhani cũng đã chỉ trích các trừng phạt kinh tế của Tây Phương là tàn bạo, bất hợp pháp và sai trái, và cho rằng các nước trong khu vực không có gì để lo sợ từ Iran. Hôm qua, quân đội của Iran đã bắn thử hai tên lửa mới sản xuất trong nước, một cử chỉ phô trương sức mạnh quốc gia trước các cuộc đàm phán vào tuần tới với các cường quốc thế giới để cố gắng đạt được một thỏa thuận về việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Rouhani cho biết các quan chức Tây Phương tiếp tục lập luận rằng nếu những nỗ lực đàm phán không đạt được kết quả thì vẫn còn giải pháp quân sự để phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Iran tuyên bố rằng quốc gia Iran sẽ luôn phát triển những tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong đó có công nghệ hạt nhân hòa bình. Ông nói thêm, nếu các cường quốc đến các cuộc đàm phán hạt nhân để tìm kiếm lợi ích chung, sự tôn trọng và hợp tác, thì họ sẽ nhận được một phản ứng tích cực và thích hợp. Nếu cách tiếp cận của họ không phù hợp, thì điều này sẽ có hại cho khu vực.